Fortuner anh chị, Fortuner cuối 2011, 2011 màu xám lông chuột, sơn rim xe này còn trên 80 nha anh chị, gốc Bình Dương từ nào giờ luôn. Ô cái xe nó quá đẹp anh chị ơi, quá đẹp, 2011 quá đẹp. Riêng cái máy là zin 100%, nắp cò chưa tháo, máy còn 7 màu luôn nha anh chị, máy mới lắm. Xe này nó mộc mạc lắm, nó đơn sơ nó mộc mạc nhưng mà bù lại là cái chất xe nó cực kỳ là cứng luôn. Sơn rin là còn khoảng trên 80. Nội thất là bọc da, ngoại thất là sơn rin đẹp lắm. Chất xe thì quá đẹp luôn, bốn cái vỏ thì còn khoảng 70. Cái máy chạy cực kỳ nhẹ nha anh chị. Được dán một bộ phim cách nhiệt, về che mưa, tay nắm cửa, ghế bọc da, chưa có màn hình, chỉ vậy thôi. Còn inox thì ốp quanh xe luôn. Cái xe cực kỳ là im và đẹp luôn ha. Đèn thì là đèn theo xe nha, nó sẽ ngã màu theo năm tháng nhưng mà nó rất là đẹp anh chị, không hề đánh bóng đánh bát nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Biển số Bình Dương nha, 61A68200. Ô đô thì chạy 112.000 nha anh chị, 112.000. Biển số 61A quá đẹp anh chị ơi, gốc Bình Dương, biển Bình Dương, động cơ là 2.4 máy dầu số sàn, sản xuất năm 2011. Vỏ lốp thì còn khoảng 70 nha anh chị, 70 trên 70, có 4 tháng đĩa ABS mâm đúc, quá đẹp. Và đồ inox là trang bị quanh xe. Xe này thì sơn rin còn nhiều, thật là nhiều nha. Ghế là ghế bọc da nha anh chị. Xe này của một cái anh làm công chức nhà nước nha, không có dịch vụ gì đây hết á, tâm bao cho nhà mình luôn, cho đi kiểm tra thoải mái nha. Nhìn cái vô lăng là mình biết xe nó như thế nào rồi. Xe này bên Tâm bán là 505 triệu nha anh chị, 505 triệu, quá đẹp anh chị ơi. 2011 tiền nào của đó, cô chú chị đừng có đánh giá vội một con xe bèo nghèo mà đi so sánh với một con xe cực kỳ là đẹp nha anh chị. Găng guốc nè, 505 triệu, Fortuner 2011, máy dầu số sàn. Nếu như thời điểm trước thì xe này phải 52 năm, nhưng mà xe hôm nay nó có dấu hiệu là nó hơi bình ổn lại nên Tâm bán 505. Đó, mua vô giá thì anh chị muốn thì Tâm cho anh chị coi cái giá luôn. Bên Tâm thì cân đối cái giá mà bán ra rất là phù hợp, để cái mức lợi nhuận nó phải có nhưng mà nó phù hợp để tạo được cái niềm tin và cái sự lựa chọn của khách hàng sẽ được ưu ái hơn. Xe thì thôi khỏi phải nói, cho người khó tính nhất đi đến xem xe này cũng không có điểm để chơi luôn, quá đẹp anh chị ơi. 505 triệu nha, chạy sướng lắm, chạy rất là sướng luôn, im ơi là im. Máy dầu mà nó nổ đều răng à, đã lắm. Cái này tí nữa Tâm về Tâm lao sơ nha, xe này mới về bên ô tô Duy Tâm rất là mới luôn, nãy giờ rửa sơ nước lạnh, rửa sơ nước lạnh là đẹp rồi, không cần phải làm gì hết. 505, sản xuất 2011, máy dầu số sàn, xe chạy được 110 mấy ngàn, quá đẹp anh chị ơi. Sơn rin còn nhiều, thật là nhiều nha, và đèn đuốc của nó nè trong veo đã lắm. Biển Bình Dương, gốc Bình Dương. Chưa gỡ gì hết nha anh chị nha. Đồ người con đội đầy đủ. Làm bao đẹp nha chị, làm rất đẹp nữa là đại khái. Rất là đẹp luôn. Xe này bên Tâm nhận á, bên Tâm bán cho nhà mình là 505, mà Tâm bảo đảm nhà mình thấy con xe này sẽ vừa ý ngay. Nếu thật sự nhà mình đang đi tìm Fortuner máy dầu thì đây là một cái sự lựa chọn xứng đáng. Anh chị cứ đến xem đi, bảo đảm sẽ vừa ý. Con xe này quá đẹp anh chị ơi, thật sự là quá hầm hố, ngầu, đẹp, im, không lỗi lầm gì hết. Cửa nè, bốn cái cửa chưa mở nè, cốp cabo chưa mở, chìa khóa còn đủ 3 cái luôn, mới giữ chứ 4 cái luôn. Đó, chìa khóa nè, chìa khóa nè, còn rin hết,
chìa khóa con, bốn cái chìa khóa đó, theo xe luôn là biết rồi. Một chủ từ nào giờ nha? À, không nè, một chủ là nói sai rồi. Nói chung là gốc Bình Dương từ nào giờ đi, 2011 nè anh chị nè. Bởi vì nếu như xe này 2011 thì số đầu nó phải là số 0 thì mới là một chủ từ đầu. Nhưng mà xe này gốc Bình Dương hồi nào giờ luôn nha. Nhiều khi ngày xưa người ta bóc biển số xấu á, ta đổi lại biển số mới á, nó không chừng. Chứ mà gốc Bình Dương hồi nào giờ luôn, ta không có nói sai. Cô chú anh chị cứ xuống kiểm tra sổ đăng kiểm là Bình Dương mua từ đầu nào giờ luôn. Mà nhiều khi có một số người họ thấy cái biển số đó nó không thủy á, họ muốn đổi, ví dụ vậy. Nhiều hơn ở gần nhà Tâm cũng có mấy người làm như thế, biển số không đẹp hoặc là không thủy gì đó họ đổi. Chứ xe này gốc Bình Dương hồi nào giờ nha. Alo ạ. Dạ đúng rồi, em nhận cọc thôi. Dạ dạ. Anh chị coi nè, xe mới lắm, rất là mới nha anh chị nha, đã lắm. Ô cái xe nhìn không có chê vô cái điểm nào được hết, mấy cái dây xếp beo rồi nè, đẹp, đẹp lắm nha anh chị nha. Đây là một con xe ưng ý nha, rất đẹp nữa là một khác. Fortuner máy dầu 2011. Anh chị lưu ý nha, xe này là 2011 nha. Đây. Máy dầu. Qua lăng rất đẹp luôn. Còn củ số không biết. Củ số này đúng là củ số mai, nhưng mà người ta thấy củ số này nó màu đen ta bỏ vô, chứ thật ra cái xe này củ số của nó là đẹp lắm. Thấy qua lăng cái gai của nó cũng y đâu. Đó, cái gai của nó hai gai này. Đó. Xe đẹp lắm, không có phải là xe xấu đâu nha anh chị. Và Tâm chốt luôn cho quý cô chú chị mình xe này 505 triệu. Quý cô chú chị mình liên hệ Tâm là sở hữu con xe vừa ý, cực kỳ vừa ý luôn. Giờ tới phần cái máy nha, Tâm sẽ mở cái máy lên cho nhà mình coi. Cái máy cực kỳ là đẹp luôn, 7 màu luôn anh chị ơi. Tâm mua Fortuner nhiều rồi mà đây là con xe cho Tâm dùng từ là chắc đẹp nhất đi, của dòng 10, 11, 12. Đây là con xe đẹp nhất. Công tắc nè, đó, quá đẹp nha, thật sự là tuyệt vời. Đèn đuốc này sáng còn queo luôn. Sử dụng đèn bi nha anh chị, đăng kiểm thì còn tới tháng 10 2023, tương đương với là còn một tháng nữa nha. Cái này hồi nãy nó bụi quá, tao mới về tao xịt dầu cho nó thấm á, để mai rửa. Máy nó còn 7 màu luôn nè, vậy nè. Đó, cái máy này. Máy dầu là nó nổ về là đúng rồi nha. Còn nếu mà nổ im hơn nữa là chỉ máy xăng thôi. Máy dầu là con xe này nổ đúng nhất rồi đó. Dây điện đi càng còn chưa có tháo một tí nào hết. Không đáng là còn nguyên cái nào luôn. Đẹp lắm. Tắm ABS nè. Đem cái máy còn yêu nè chị ta. Không đáng nè. Mình nở cho chú déo là một tí ở ngoài cái xe nó đẹp xấu ra làm sao rồi ha. Bình nước nhẹt nè, nó còn trong queo luôn nè. Thường là mấy cái này nó sẽ đục màu, nó đỏ ao luôn. Tóc mà chưa mở gì hết nè. Cái này là turbo nha, turbo bắt cò chưa ra luôn nha. Đẹp lắm luôn, cabo chưa ra luôn nè. Là cửa cốp cabo chưa ra, rất là tự tin khi mà chọn sản phẩm này về sử dụng nha chị nha. Xương đầu xương ngang là chưa có đụng vào con ốc nào hết. Quá đẹp chị ơi.
xuống tiền rồi chứ không có chơi. Ta bảo đảm là không có điểm chơi. Có những cái điểm mà tao cần phải nhấn mạnh là thứ nhất là xe này là xe Bình Dương, góc Bình Dương là nó đẹp rồi đó. Ở đây là cái dùng đất ở đây, nước ở đây nó không có bị ảnh hưởng phèn với nước mặn đó, nên cái xe nó đẹp lắm. Cái gầm nó cực kỳ đẹp luôn, nó không có một tí gì xét hết. Là xe Bình Dương nè, rồi Tây Ninh nè, rồi Đồng Nai nè. Nói chung là những cái xe ở những cái tỉnh đó là cái xe nó đẹp lắm, chắc xe đẹp lắm. Nếu mà gặp cái chủ 1 tỷ nữa là cái xe tuyệt vời luôn. Nó không có bị nước phèn, nước mặn nên gầm nó đẹp lắm. Và nội thất, ngoại thất cũng đẹp. Đường nhựa nhiều, đa phần là đường nhựa nữa. Nên nó đẹp, mình không có nói về những cái tỉnh khác. Nhưng mà mình nói những cái tỉnh lân cận nè. Có một số xe tao mua tao thấy rất là đẹp. Còn những cái tỉnh miền cao với đất đỏ là thôi, xe gớm lắm. Đẹp lắm nha, anh chị liên hệ xe này để kiểm tra và chạy thử ha. Fortuner 2011 máy dầu, số sàn đời 2011, màu xám lông chuột, cực kỳ là đẹp luôn, không một lỗi nhỏ luôn nha. Cam kết cho nhà mình có thể đi kiểm tra và check hãng thoải mái nha. Là 505 triệu bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ ha. Xe máy riêng 100% nha, chưa đụng một con ốc nào hết. Bên Tâm cam kết cho nhà mình bằng văn bản là máy móc nguyên riêng, bảo hành động cơ 1 năm. Cô chú chị liên hệ Tâm để được sở hữu em nó. Và theo hai số điện thoại là 0917215512 và số thứ hai là 0974835522. Công ty ô tô Duy Tâm nằm ở gần Ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Và Google là đại lý ô tô Duy Tâm nhé. Tâm chào bà con và hẹn gặp lại bà con một ngày gần nhất để được giao lưu và phục vụ quý khách hàng bà con nhà mình. Tâm kết thúc video. Chào tạm biệt bà con ha.